tư vấn thiết kế meal plan và workout plan 10 tuần giúp thay đổi hình thể tại gym và tại nhà không? Hiện tại thì Hana đang nhận thiết kế meal plan và workout plan, vừa có chế độ tập tại nhà, vừa có chế độ tập tại phòng gym. Bạn sẽ có các link video để tập theo như thế này và Hana sẽ thiết kế cá nhân để phù hợp với mục tiêu của từng bạn. Ngoài ra còn có chế độ ăn trong vòng 4 tuần và lặp lại trong 8 tuần, thực đơn cực kỳ dễ mua. Hãy liên hệ và inbox cho mình nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với video bài tập ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ quay một video tập Pilates, là một bài tập cho vùng cơ lõi, cơ trọng tâm, powerhouse, và rèn luyện rất nhiều vào cơ dọc cột sống. Bởi vì trong cái bài tập này chúng ta sẽ luôn phải cố gắng là giữ cho cột sống của mình tạo thành một đường thẳng. Và nhờ có như vậy thì bài tập Pilates nó mới có hiệu quả cải thiện tư thế. Nên trong lúc tập mọi người nhớ là lúc nào cũng phải giữ cho cái cột sống thẳng, không bao giờ bị võng lưng, không bao giờ bị cuộn bụng quá, không bao giờ nhô vai. Lúc nào cũng xoay vai, nhấn vai xuống, lưng tạo thành một đường thẳng. Hít vào thì nở rộng xương sườn sang bốn phía, thở ra hà hơi bằng miệng, đóng cái đỉnh xương sườn vào trong và rốn đẩy mạnh về phía cột sống. Tưởng tượng như là mình thọt cái rốn vào trong ấy. Nên mọi người sờ cơ bụng sẽ thấy bụng mình cứng này. Hít vào là xương sườn nở ra nha, cả lồng ngực nở ra, thở ra hà hơi, bó chặt bụng lại, thít chặt bụng lại, cột sống thẳng. Rồi ta sẽ cùng bắt đầu vào bài tập ngày hôm nay nha. Bắt đầu vào từng bài tập Pilates bao giờ cũng phải cuộn cột sống trước để bảo vệ thắt lưng nha. Hai chân mở rộng bằng hông hoặc bằng mép thảm. Các bạn ngồi cho cái lưng của các bạn phải tạo thành một đường thẳng, nhưng nếu nó không thẳng được thì các bạn hãy co nhẹ đầu gối lên như thế này để mình có thể kéo cái mông ra, ngồi hoàn toàn trên cái vùng xương mông của mình và cho cột sống tạo thành một đường thẳng. Hít vào, đưa hai tay lên trên cao, hai tay ngang bằng với cả phần thái dương của mình, siết chặt cơ bụng vào trong để cho người không bị ưỡn nhá. Ưỡn là sai tư thế, là xương sườn bị mở nhá, xương sườn phải đóng lại. Rồi bắt đầu thở ra, ấn cằm xuống sát người và vươn dài, cuộn từng đốt sống về phía trước, nằm lại này, lên này, dựng phần lưng dưới lên, rồi đến lưng trên, rồi đến lưng, đến cổ. Lại thở hà hơi, đẩy nó xuống, vươn dài người ra, chậm rãi dựng phần lưng dưới lên, rồi đến lưng giữa, lưng trên. Hít vào, nở căng cột sống, thở ra, siết cơ bụng, vặn người qua bên phải, hà hơi, hít vào, vươn lên. Lặp lại, thở ra, hà hơi, đẩy xuống vào trong, hít chặt cơ bụng lại, hít vào, vươn lên. Nhanh hơn nha, thở, hít, thở. Nhìn vào trong gương xem cột sống các bạn đã tạo thành một đường thẳng chưa. Không bao giờ mình ngửa cổ ra như này. Như này là cái cột sống cổ nó bị gãy này. Từ phần mông cho đến đỉnh đầu phải tạo thành một đường thẳng. Thở ra hà hơi, hít vào vươn lên, thở ra hà hơi, hít vào vươn lên. Hai lần nữa, thở ra, cột sống cổ thẳng, hai vai bằng nhau, siết chặt cơ bụng vào trong. Tốt, từ đây chúng ta đặt hai tay ra ngang và hạ xuống, đặt phía đằng sau của mông, chạm cổ tay xuống dưới đất, xoay vai phía đằng sau, mở căng lồng ngực ra, hít một hơi thật sâu đầy vào phổi và thở ra. Rồi đưa tay lên trên cao, duỗi chân ra, vặn người sang bên phải và đưa tay này bắt qua phần cổ chân với dài người về phía trước, vươn lên. Lặp lại, thở ra, vặn sang bên ngược lại, đưa tay vắt chéo qua mắt cá chân, lên. Lần nữa, thở, hít, thở, hít, đổi bên, thở, hít, thở, hít. Hạ tay xuống chậm rãi, siết chặt cơ bụng lại, thả lỏng vai, mở ngực ra, mở căng người. Rất tốt, chúng ta bắt đầu vào bài tập tiếp theo nha. Hai chân mở rộng bằng hông, hai tay vươn về phía trước, đưa dài chân về phía trước một chút, cuộn từng đốt sống xuống, thở ra, vòng tay qua đầu, lên, thở hà hơi, đóng xương sườn lại. Lặp lại, thở, hít, thở theo nhịp của mình, hít, chậm thôi, không được lấy đà, thở, hít hạ từng đốt sống xuống, lên, thở,
hit, mọi người thấy mình làm đều đặn không? Không bị rơi người xuống và cũng không lấy đà giật để lên nhá. Lên từ tốn. Thở. Xuống, thở. Hít. Thở. Hít, siết chặt bụng lại. Thở. Hít. Lần nữa. Thở. Hít. Ngả người ra. Một lần cuối cùng, giữ ở đây nào, giữ nguyên ở tư thế này. Mình kiễng gót chân lên, hai mũi chân chạm cùng cái thảm, duỗi chân trái ra, đưa tay trái về sau và thu tay trở về với tư thế ban đầu. Thở và hít chậm rãi. Thở, hít, thở, hít. Hai tay hai chân mở ra, thở, hít, thở, hít, tiếp, thở, hít, thở, hít, thở, giữ nguyên ở đây, duỗi chân ra, siết chặt cơ bụng lại, hai tay dang ngang, hầu, 4 giây nữa, mở cao lồng ngực lên nào, 2, và chấm nhẹ mũi chân xuống, lặp lại này, duỗi chân trái, thu về, chân phải, tay phải, hít vào, người ngả ra một góc 45 độ, siết bụng vào trong, di chuyển thật chậm rãi và đều đặn, hai tay hai chân luôn, thở, giữ, siết chặt, vươn cao ngực lên, thanh tao, nhẹ nhàng hạ chân xuống và cuộn từng đốt sống xuống thật chậm, vươn tay qua đầu, hai tay đặt xuôi theo người, rồi. Đến bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ hơi kiễng chân lên hoặc là hạ gót chân xuống. Tay chạm vào thái dương, mở khuỷu tay sang hai bên, nhấn vai xuống. Lưng sẽ có độ cong võng tự nhiên nhé. Mình không nhấn chặt lưng xuống dưới mặt đất đâu nha. Để cong tự nhiên, lưng ai cong thì tay sẽ chui được qua lưng nhé. Thở ra, siết bụng lại, cuộn người lên. Xuống hít vào. Lên thở. Xuống hít. Thở, hít, tiếp tục, cuộn người lên. Mình ép xương sườn về phía xương hông, cuộn người lên. Và khi lên mình thở ra, đóng, kéo hai đầu xương sườn vào nhau, đẩy rốn xuống. Làm sao để rốn không bị phình lên nha. Rốn vẫn nhấn xuống. Thở, hít, thở, hít. Hai tay vẫn mở rộng. Thật là tập trung vào việc nhấn rốn xuống. Nhấn mạnh rốn xuống. Làm lại. Nhấn mạnh rốn xuống. Hóp chặt bụng khi ở trên. Ai mà bụng bị phình lên là sai nha. Mình không để cho bụng bị phình lên nha. Và nhấn chặt xuống thì mới là dùng cơ bụng. Còn nếu không thì nó không dùng cái phần cơ lõi sau đâu. Tiếp. Thở. Hít. Thở. Dùng hai ngón tay đỡ nhẹ vào phần sau gáy cho đỡ mỏi cổ. Tốt, lên và giữ ở trên. 1, 2, đưa tay về phía gót chân, thu trở về tư thế ban đầu, hạ xuống, lặp lại. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tiếp tục lên. 1, 2, 3, 4. Co hai đầu gối lên, tạo thành góc 90 độ. Hai tay xuôi theo người, lưng vẫn là một đường cong tự nhiên. Siết cơ bụng vào trong. Chuẩn bị chấm nhẹ mũi chân trái xuống dưới đất. Thở, hít, đổi bên. Phải, lên, đổi bên. Trái, lên, giữ phần lưng cố định này. Thở. Mọi người nhìn kỹ cái phần lưng của Na nha. Khi Na hạ chân xuống, Na không bị kéo cái phần lưng theo như này. Đó là mình bị kéo lưng theo nha. Bây giờ mình phải siết chặt cơ bụng, đẩy xuống xuống để cái phần lưng của mình nó bất động. Như thế chính là tập cơ bụng sâu á. Pilates là phải tập sâu. Thở ra, đẩy xuống vào trong. Siết chặt lại nào. Thở. Hít, hai tay đưa lên này. Hai tay đưa thẳng lên trên trần nhà. Xoay vai về phía sau, nhấn vai xuống.
Chúng ta chấm chân phải thì đưa tay phải và chấm chân trái thì đưa tay trái. Kết hợp duỗi thẳng chân ra, tay phải, chân phải, tay trái, chân trái, hai tay, hai chân. Thở, hít, thở, hít, làm lại. Tay phải, chân trái, tay trái, hai tay, hai chân. Kết hợp cuộn người lên, thở, hít, thở, làm lại. Hai tay, hai chân, hít, thở, hít, thở, một lần nữa. Hơi ép hai khuỷu tay vào nhau để cái phần vai của mình nó được nhấn xuống chặt. Thở, hít, thở, giữ ở đây nào. Giữ nguyên và có thể đặt tay sau đầu. Chúng ta dập người lên, lên, duỗi, thở, duỗi, tiếp tục, thở, duỗi, thở, duỗi. 4, 3, 2, 1 và co từng chân vào. Hai chân cùng duỗi ra, thở, hà hơi, co trái, co phải, thở ra, hà hơi, siết chặt cơ bụng, đổi chân, co phải. Đầu gối ngay thẳng trên xương hông, mọi người đừng co đầu gối vào quá nhiều. Ví dụ các bạn co nhiều như này, các bạn sẽ bị mỏi phần bẹn nhiều hơn. Và cái phần thắt lưng này của mình này, nó sẽ bị cuộn lại. Đó. Nào, chân phải, tay phải, chân trái, tay trái, hai tay, hai chân, ngóc đầu lên, cuộn, lặp lại. Làm thật nhẹ nhàng và từ tốn. Chân phải, tay phải, chân trái, tay trái, hai tay, hai chân, hít, thở, hít, thở, làm lại. Một lần nữa, hai tay, hai chân, nhẹ nhàng hạ chân xuống, cuộn người lên để kéo giãn căng cái phần ở gọi là cái gì, thắt lưng chậu, bẹn, hạ xuống từ tốn. Tiếp tục nha, chân lên trời nào, duỗi mũi chân ra. Ta bẻ bàn chân ra, chạm gót chân vào nhau như này và hạ chân xuống này. 4, 3, 2, 1, lên. Lặp lại. 4, 3, 2, 1, up. Tiếp nào. 4, 3, 2, 1, up. Rồi, thở ra, hà hơi, siết chặt bụng đẩy rốn vào trong. Giữ phần thắt lưng tạo thành một đường thẳng. Giữ ở phía dưới luôn, siết bụng đẩy rốn chậm, thở ra là mọi người thở ra đẩy rốn xuống một chút nữa, thở ra, thở ra, đừng để bụng bị phình lên, cuộn bụng, hóp mông lại, hóp chặt mông, chân không chạm đất một chút nữa. 4, chạm và lên xuống. 4 3 2 1, lên, lặp lại. 4, 3, 2, 1, lên. 4, 3, 2, 1, up. Nữa nào. 4, 3, 2, 1, up. 4, 3, 2, 1, and up. Ok, hết rồi. Gối tạo thành góc 90 độ. Nghiêng chân sang bên. Thở và hít. Vươn lên đổi bên. Thở, siết chặt bụng lại. Khi chúng ta nghiêng sang bên thì chúng ta hít vào chứ, ghìm chắc người xuống. Thở ra, tưởng tượng mình có một sợi dây nối giữa đầu gối và cái rốn. Hít vào, thở ra, mình dùng rốn, mình thót rốn lại để kéo, dùng cái dây kéo chân về. Thở ra, nhẹ nhàng thu chân, cuộn người lên trên cao, giãn phần hông và mông, đặt xuống. Chúng ta cuộn người lên. Rồi, đến với một bài nữa. Lật người lại nhá.
nằm xuống, hai chân mở bạn rộng bằng hông, hai cổ tay chống thẳng dưới phần ngực và vai, xoay vai về phía đằng sau, nở căng lồng ngực lên. Rồi mình thở ra, ép khuỷu tay vào, đẩy căng mặt trước của cơ thể. Hít một hơi thật sâu, hóp mồm hóp bụng, giữ chắc này. Tiếp theo chúng ta sẽ drop, thả dơ người xuống, hóp mông lại. Thở, hít, thở, hít. Thả lỏng tay ra, cho cái người rơi xuống. Phần đùi sau của mình gồng chắc, gồng mông, gồng chân, gồng đùi. Thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thả rơi tay ra, thả rơi ra là cái người nó sẽ rơi xuống nhé. Tiếp, tiếp tục nào, 4 lần nữa. 3, 2, 1 và giữ ở đây, nhẹ nhàng hạ từ đốt sống xuống, thả lỏng, cúi đầu xuống, đặt trán lên trên tay, hai chân duỗi thẳng, nâng hai chân lên khỏi mặt đất, thở ra và hít vào hạ thân xuống, thở hà hơi hóp mông. Khi chúng ta thở ra, chúng ta sẽ để cho cái rốn nâng lên khỏi mặt thảm, hóp bụng lại, hà hơi, nâng rốn lên khỏi mặt thảm và giữ ở trên. Hâu, 4, 3, 2, 1. Rồi. Vậy là chúng mình đã kết thúc xong bài đấy, nhưng mà sẽ còn một phần giãn cơ nữa. Hai tay các bạn đặt ra ngang như thế này nhé. Rồi mình chống cái tay trái lên trên mặt đất, co chân trái lên, chấm nhẹ mũi chân trái về phía đằng sau, đầu gối hướng thẳng lên trần nhà, hóp bụng lại để không bị đau cái phần cột sống ấy. Mình siết bụng lại trong lúc mình vặn người, và chúng ta bẻ cái đầu gối lên trần nhà càng nhiều càng tốt thì cột sống mình nó sẽ được vặn. Hồi xưa mình không biết làm động tác này ấy, mình uốn xong rồi thấy chả phải cảm thấy vặn ở lưng gì cả. Động tác này nó vặn ở lưng rất nhiều nếu mình tập đúng. Thì tập đúng là phải gồng phần thân dưới rồi mở cái háng, mở cái đầu gối này, bẻ hết cỡ đằng sau. Kết hợp này các bạn đưa cái tay này về phía qua trần nhà này, bẻ về phía đằng sau, cố gắng cho hai tay hướng vào nhau, gần chạm nhau. Rồi thu về, nhẹ nhàng chậm rãi thôi để cảm nhận cơ thể mình. Đổi bên, co chân trái, co chân ngược lại, nãy không biết các bạn làm chân nào. Chấm nhẹ mũi chân của người đất này, đầu gối hướng lên trời, siết bụng hóp mông lại và bẻ đầu gối đằng sau nhiều hết cỡ. Cảm nhận phần thắt lưng của mình, cái chỗ này nó ép vào vặn. Và nâng cả cái tay phía trên lên, cho hai tay chạm nhau. Mặc dù tay mình không chạm đâu nhưng mà sẽ có người chạm được đấy. Tay mình ngắm nên không chạm được. Rồi hạ xuống và thu chân về, từ từ chậm rãi chạm hai tay về phía thẳng, gọi nó lên cao, vừa về phía đằng sau, mông chạm vào gót chân, hít thật sâu một hơi và thở ra, cảm nhận toàn bộ phần lưng của mình được giãn ra rất là sảng khoái và dễ chịu. Rồi và bài tập ngày hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã tập theo bài tập của Hana và chọn Hana làm huấn luyện viên cá nhân của các bạn trên mạng. Nếu mọi người thích bài tập này thì đừng quên like và share bài tập để video có thể tiếp cận được đến nhiều người hơn.
Và mọi người cũng có thể comment cái cảm nhận của mọi người để Hana tiếp thu những cái đóng góp của các bạn giúp xây dựng kênh YouTube này ngày càng vững mạnh hơn. Cảm ơn nhà tài trợ địa điểm cho video lần này là Azerai Resort ở Cây Gà Bay. Rất là xinh, đẹp và tây. Hy vọng lần sau sẽ có cơ hội được đến đây và quay những video tiếp theo. Bye bye mọi người.